dịp nghỉ lễ Quốc khánh trong 3 ngày, 31 tháng 8, mùng 1 và mùng 2 tháng 9 tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn sẽ diễn ra vũ hội hóa trang sôi động, rực rỡ những sắc màu. Tương bừng với diễu hành Carnival Quốc hội Ba Tư, náo nhiệt cùng vũ điệu đường phố Brazil, hòa mình cùng vũ công trong các điệu nhảy phong cách Nam Phi đặc trưng. Check-in với những mô hình tượng khổng lồ sặc sỡ được thiết kế công phu, bất ngờ với những nhân vật hóa trang ấn tượng, khám phá thủy cung lung linh, chơi quên lối về tại tổ hợp Safari độc lạ, không lo nắng nóng, quay cực đã với công viên nước sôi động, thoáng sức check-in phim trường kỳ quan thế giới mộng mờ, hơn 20 trò chơi miễn phí, không giới hạn số lần, đặc biệt thử ngay trò chơi cao tốc khôi mới toanh. Vũ hội hóa trang ngày 31 tháng 8, mùng 1, mùng 2 tháng 9, mở cửa tới 8 giờ tối tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn. Vui chơi trọn gói, tiết kiệm 80%.